Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Muốn chạy? Cái gì? Trực tiếp tấn công qua đó. Thương ảnh và luân ảnh va chạm vào nhau trong khoảng thời gian 10 tức, va chạm gần 100 lần. Nguyên khí của tên tiểu tử này trong quá trình va chạm hình như đã đi vào trong cơ thể của mình rồi, lại có thể làm chấn động thần phủ. Nếu tiếp tục như vậy, nguyên khí sẽ bị mất khống chế. Ngươi cho rằng Lục Khánh chính là dễ chọc vào như vậy hay sao? Nếu đã như vậy, để cho ngươi nếm thử nhục thân mạnh nhất của Tam Sơn Minh ta, Ban Sơn Kim Thần. Hắn hút lông của Thiên Nguyên Bút, nhưng hình như là không có tác dụng gì. Ngươi đừng suy nghĩ nữa, những thủ đoạn này của ngươi không có tác dụng gì đâu. Ngươi ngoài thấp căng thẳng quan sát trận tranh đấu này, cục diện tranh đấu ngày hôm nay thế nào thì phải xem trận của Chu Nguyên rồi. Chờ đã, các ngươi nhìn đi, nguyên khí xung quanh của Chu Nguyên hình như là có một chút nóng lẩy. Chu Nguyên, chết đi cho ta. Chu Nguyên thế nào rồi? Lục Khánh đều đã sử dụng Ban Sơn Kim Thân rồi. Lần này Chu Nguyên nghe rằng không thể nào chặn được nữa rồi đúng hay không? Nhưng mà tiểu tử này nghe rằng không sao. Luyện ngục đại viêm ma của hắn đã luyện thành rồi. Đây là nguyên thuật gì vậy? Cái gì? Tiểu tử thối. Ngươi xem Ban Sơn Kim Thân là trò đùa của ngươi hay sao? Viêm ma vẫn thạch. Cái gì? Quy nguyên hợp khí chảo. Đừng phí sức nữa, nguyên khí hợp khí chảo của ta có thể đủ hóa giải tất cả sức mạnh cộng thêm lực kim thần. Ngươi căn bản không thể nào đánh bại ta. Đúng vậy, tất cả công kích sau khi xuyên qua màn ánh sáng đều sẽ bị giảm đi. Công kích sau khi giảm đi thì không thể nào tạo ra tổn thương quá lớn khi hắn ở trạng thái kim thần. Thế nào? Có phải là bó tay rồi đúng hay không? Ta đã từng nói ngươi không làm gì được ta đâu. Trận tranh đấu này, cho dù ngươi có thể vùng vẫy như thế nào, cuối cùng vẫn hòa mà thôi. Màn che con rùa của ngươi quả thực là rất phiền phức. Ngươi cũng không mạnh như là ngươi đã nói. Chỉ cần vượt qua sức mạnh mà nó chịu đựng được, thứ này đương nhiên là sẽ bị sụp đổ. Cũng khá là thông minh đấy, nhưng mà thế thì đã sao? Thế thì đánh nổ nó là được. Ây, ăn nói ngông cuồng, có giỏi thì ngươi thử đi. À thế à, bạo kim huyết, phá nguyên. Chờ đã, sức mạnh của hắn ta lớn hơn rồi, sao có thể chứ? Ta đã từng nói, ngươi không thể nào phá được màn sáng này. Sức mạnh của ngươi còn kém một chút. Vậy sao? Thương huyền thất thuật, thương thiên thuật, không thể nào. Mạnh thật, Lục Khánh lại bị đánh bại rồi. Trước đây Chu Nguyên rõ ràng không làm gì được hắn. Trận đấu này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Kết cuộc cuối cùng cũng có lợi cho Thiên Nguyên vực của chúng ta. Rốt cuộc là sao? Chấn động, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bảng đang thăng lên rồi. Đỉnh tháp kia nà. Ở đây lại có đài đá kia nà. Kỷ vật đã đến tay. Cuối cùng đã thành công lấy được kỳ vật rồi. Trận chiến song tháp đã kết thúc rồi. Sức mạnh của đại tôn thật sự là quá mạnh. Bỏ đi, trước tiên không nghĩ đến cái khác. Vị đại tôn kia nếu như thật sự muốn giả thủ đoạn gì,
cũng không phải là một thiên dương cảnh nhỏ bé như mình có thể can dự vào được. Đi thôi, để mình xem thử, phe cánh của Thiên Nguyên Vương đang nằm ở bên nào. Bây giờ có thể quay về được rồi. Chờ đã, trời đất đứng im lại rồi. Đây rốt cuộc là sao? Phe cánh ở bên kia mình có thể nhìn thấy, nhưng không thể nào thấy được bất cứ âm thanh gì. Rõ ràng xung quanh đều không có gì, nhưng mình lại có một cảm giác bị áp chế không thể nào nhúc nhích được. Hình như là bị thứ gì đó đang quấn ràng buộc. Lẽ nào là Vạn Tổ Đại Tôn? Quả nhiên là Vạn Tổ Đại Tôn. Không hay, túi càn khôn đã bị cưỡng chế mở ra thôi. Thủy tinh cầu nguy rồi. Bị lấy đi rồi ư? Tuyệt đối là không được. Đừng hòng cướp đi. Kỳ lạ sao vậy? Bên Hồ Phong Vũ lẽ nào không được bình yên hay sao? Chu Nguyên rõ ràng đã thắng rồi, nhưng tại sao lại không có động tĩnh gì? Phong Thần Châu,